Trận bán kết tiếp theo hàng cân 57 giữa hai đô Nguyễn Bá Đô Hoài Đức Mang Cốt Đỏ gặp Nguyễn Văn Tân Quốc Oai Mang Cốt Xanh. Trọng tài chống Nguyễn Văn Thức, hai trọng tài gián điệp Trần Văn Vi, Nguyễn Văn Hải. Hai đô nghe lệnh trọng tài chống xe này. Chúng tôi trước khi công bố chúng tôi cũng xin giải thích kèo vật vừa rồi
giữa hai đô, đô Phố Đỏ là đô của Hoài Đức và đô Phố Xanh là đô tân của Quốc Oai. Đòn đánh vừa rồi là đòn đánh của đô Phố Đỏ, là đội cầm khố kéo lên để cho đô Phố Xanh nổi chân, nhưng mà đô Phố Xanh chưa nổi thì khô đô